Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tập hợp cái quạt của Hasia model là F1204 để test về tính năng. Ok, cứ em như mình xin mình mở hộp ra, do mình chỉ có một tay thôi nên tạm dừng video. Ok, sau khi mà mình mở cái nắp ra, nó có cái đồ chặn ở trên vậy nè. Mở ra, chặn lên đấy. Cái quạt. Cái quạt này ở ngoài model nó ghi là màu trắng, nhưng mà thực chất là màu trắng xanh. Đây, để mình lấy ra mình test. Ok, mình xin phép giới thiệu về cái dòng sản phẩm quạt của Hasia model là 12004. Đây ở phía sau nó cái tem gì nó lại. Lưu lượng gió của nó là 47,1 mét khối một phút, công suất 40W. Ok, đây là cái tem của mình. Ai biết nữa anh bể nô cả. Rồi, thì nói về những cái nút chức năng. Thì trước tiên khi mà gắn điện vô rồi á, mặc dù là gắn điện rồi nhưng mà mình bật công tắc số 1 nó không chạy. À, hãng họ khuyến cáo là phải đề máy. Luôn phải động quạt ở tốc độ cao. Số 1. Ok, tức là mình không nên gạt qua đây, mình nên gạt qua gì? Bật là bật qua số 1, chứ không nên bật qua số 3. Qua số 1. Thì lưu ý là số 0 là tắt. Thì theo mình tưởng là 1, 2, 3 là mạnh dần á. Không, số 0 là tắt. Số 1 là mạnh nhất, 2 là vừa, 3 là yếu nhất. Thì giống như nãy giờ mình đang nói, sau mình gắn điện rồi, mình bật số 1 mà nó không chạy. Do đây cái nấm điều chỉnh cái phần hiện giờ này. Cái máy này chẳng thấy off, thì nhà sản xuất họ cũng có nói là nếu như mà không dùng nữa thì một là tháo điện, hoặc hai là phải chỉnh để về chẳng thấy off. Khi không sử dụng quạt thì phải rút điện nguồn chấm xoay nó tắt về vị trí off. Okay. Mặc định là hiển là để off rồi nên mở không có lên đâu, mạng mới xoay. Đó, nó lên chưa on nè. Nó là quạt, nó quay dây điện luôn. Điện này mạnh nhất nè. Số 2 là bớt lại. Số 3 là yếu nhất. Cái này là cái núm xoay của cái đảo gió. Thì cái đảo gió này nó không có ngóc lên, ngóc xuống, qua lại. Mình sẽ xoay vòng tròn. Đi, cái này off. Là điện tắt. Rồi nó xoay, nó xoay. Rồi. Tắt xoay. Trên cái xoay này nó sẽ có cái chữ xuyên vô chiều kim đồng hồ là nới ra, những cặp chiều kim đồng hồ là xuyên vô. Rồi thì đó là những chức năng cơ bản của cái quạt này, là đặc biệt một chức năng rất là hay. Mình thấy như mình thích hướng dẫn quý chú, tức là cái màn đấy là quạt đang chạy này, quạt đang quay. Khi mà trạng thái nó đổ xuống nè, nó tự tắt. Hoặc mình nó tan tắt hết. Nó đang bị ấp xuống. Nó đang trạng thái đổ ngã rồi. Dừng cánh quạt. Khi mà mình đến mình dựng nó lên thì tự nó quay lại luôn. Ok. Nếu các bạn thấy hay thì giúp mình like, share, subscribe kênh, ủng hộ kênh của mình. Chúc mọi người.